Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật là ghép bông bông dâm bụt Thái lên cái gốc dâm bụt thường. Đây chia sẻ với các bạn này, đây là cái giống dâm bụt Thái màu cam nha các bạn, rất là đẹp. Thì mình cái này mình cũng có ghép và thành công cây nó lớn như thế này. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cái kỹ thuật ghép dâm bụt Thái lên gốc dâm bụt thường để mình có một cái cây dâm bụt khỏe và đẹp như thế này đây. Thì cái công việc đầu tiên của chúng ta làm là chúng ta phải lựa chọn một cái bo ghép cho nó thật là tốt, nó không được quá già và nó cũng không được quá non. Vì già quá thì ghép tỷ lệ nó thành công sẽ là rất ít, còn non quá thì nó sẽ rất là mau héo nên tỷ lệ nó tiếp dính giữa cái cây nó không có được mà cao. Thì thấy mình chọn cái nhánh này nè, là dừa nè các bạn, thấy không đó. Thì sau đây mình sẽ tiến hành cắt bỏ. Đây cái nhánh sau khi cắt xong là như thế này đây. Tiếp đến là mình xử lý cái nhánh ghép này. Rồi cái công đoạn tiếp theo nữa đó là chúng ta phải tiến hành cắt tỉa lại cái cành ghép nha các bạn. Đây cành ghép nãy mình đã cắt nè, cắt nhiều nhiều lá, chúng ta cắt tiến hành cắt bỏ hết lá luôn, cắt bỏ cái đọt non bỏ nha các bạn. Ở đây nó có cái đọt non, nó chỉ còn chơi cái cây thôi đó, các bạn thấy không, nó chỉ còn chơi cái cây thôi. Ta tiến hành cắt bỏ hết lá, hết đọt lá luôn. Đây có hai nhánh nha các bạn, thì mình ghép cho hai cây, mình cũng tiến hành cắt bỏ hết nha nhánh luôn. Đây xong thì mỗi một cái mà nhánh ghép này mình sẽ cắt khoảng bao nhiêu như thế này. Cắt cỡ một tấc, thấy không? Và sau đây là mình sẽ tiến hành ghép nha các bạn. Thì đây đây, đây là cây bông bụt, đây là cái cây bông bụt gốc bông bụt thường của mình nè. Còn đây là một cây bông bụt giống Thái, bông to rất là đẹp. Bông lớn cỡ bằng cái tô vậy nha các bạn. Thì đầu tiên thì chúng ta phải xử lý gốc ghép, chúng ta cắt hết các mầm dại ở trên thân cây ghép. Tại sao mà mình chọn gốc bông bụt thường của mình, tại vì cái bông bụt thường của mình á nó rất là gốc sống rất là khỏe, kháng sâu bệnh rất là mạnh. Nên cái này mình sẽ xử lý, mình lấy cái này làm gốc ghép. Cái thứ hai nữa là cây này mình cái gốc này mình cặm vô khoảng được một tháng thì cây ra rễ, bắt đầu ra rễ thì mình tiến hành ghép luôn. Chúng ta tiến hành cắt cho ngắn lại. Xong. Thì bước tiếp theo á chúng ta sẽ tiến hành cắt cái lớp vỏ ở trên. Rồi
Bước tiếp theo á là chúng ta tiến hành là mở cái lớp vỏ ở trên cái gốc ghép này. Ta tiến hành gọt cái đầu sơ để cho nó sạch đẹp này các bạn. Xong. Thì cái kỹ thuật mở cái vỏ như thế nào á thì mình xin chia sẻ các bạn. Đầu tiên á, thì chúng ta tiến hành là mở mà cái mở lớp vỏ của cái gốc ghép. Các bạn cắt hai cái đường kia như song song nha các bạn. Như thế này đây. Cắt cắt sao mà cho nó vừa cái chòi ghép vô. Đây. Đó, này cũng vậy. Cắt hơi nhẹ cái chỗ cái phần trời lớp vỏ của cái gốc ghép nè, tách nhỏ nhẹ ra đó. Bạn thấy không, tách rất là dễ vậy. Xong chúng ta bật nhẹ cái lớp này. Xong đây là cái chòi ghép nè, đã nãy mình đã cắt xong rồi, thì chúng ta tiến hành gọt gọt lại hai đầu cho nó mới lại. Đầu này cũng vậy. Đó, tiến hành gọt. Xong, ở đây nè. Bạn thấy không? Chúng ta gót nè. Gót một cái đường thẳng xuống như thế này đây, cho cái mặt nó phẳng nha các bạn. Phẳng xuống. Hơi xéo. Ở dưới thì cái nó sẽ nhỏ hơn đây. Các bạn thấy đó. Cái thứ hai là chúng ta dốc lại bên đây một chút ở dưới cái phần cuối cùng của cái tờ ghép đó, chúng ta xong. Chúng ta nhẹ nhàng chúng ta cái mặt này nè, cái mặt này chúng các bạn sẽ úp vào trong, cái mặt này ở ngoài ha các bạn. Đây, như mình ha. Tiếp sau đó là chúng ta lấy dây chúng ta quấn lại. Vừa chặt thôi nha các bạn, đừng có chặt quá. Xong. Chúng ta tiến hành lấy cái bọc này. Mình cũng bọc này không tới là chúng ta kéo giãn nha các bạn, kéo ra cho nó dài chút để nó chùm kín được cái phần cái chòi ghép. Đây là cái kỹ thuật mình chia sẻ với các bạn. Xong thì kéo ra xong rồi đó. Bước tiếp là mình buộc cái dây lại. Rồi xong, mình đã chia sẻ với các bạn cái kỹ thuật ghép cây dâm bụt Thái vào cái gốc ghép mà thường dâm bụt thường của mình. Thì cái này là cái gốc thứ nhất, mình sẽ tiến hành ghép tới gốc thứ hai. Thì đây là cái gốc thứ hai,
mình cũng sẽ tiến hành giống như cái gốc thứ nhất, không có cái gì mà khó cho các bạn. Chúng ta tiến hành cắt tỉa những cái cành thừa ra. Chúng ta cũng sẽ tiến hành mở cái lớp vỏ của cái gốc gác này. Mở thì cái kỹ thuật giống như mình chia sẻ nãy giờ, chúng ta mở gạch hai đường song song mà thành chữ nhật để cái hai đường này có chiều rộng là nó bằng, nó lớn hơn cái tường gác mình chút xíu thôi. Để nữa mình lúc khi mà mình đem cái tường ghép mà vô thì nó vừa với cái tường ghép của mình. Đây, đây là cái tường ghép của mình. Mình cũng tiến hành cắt giống như nãy nha các bạn. Cái mặt trong nè, cái mặt này mình sẽ làm mặt trong, mình sẽ dốt dài hơn, dốt cho nó bằng. Thứ hai là mặt ngoài mình sẽ dốt ngắn lại chút như thế này đây. Tiến hành để vô là thấy không? Sau đó chúng ta sẽ buộc dây lại. Ok, vừa đủ chặt ha, đừng có chặt quá các bạn. Xong. Thì đây là mình đã ghép góc thứ hai thì các cũng làm tương tự như vậy. Mình đã chia sẻ cái kỹ thuật ghép cây dâm bột Thái vào cái gốc dâm bột thường. Hy vọng cái bài này sẽ đem lại nhiều cái kinh nghiệm ghép cho các bạn nha. Đó thì chúng ta cũng tiến hành vô bọc cho cây này luôn, chúng ta kéo ra cho nó dài. Đó. Xong sẽ buộc dây lại. Và chúng ta nhớ đem vô mát để một thời gian các bạn. Khi mà cái mầm này nó dính thì nó sẽ lên, thì chúng ta sẽ đem ra để ngoài nắng gâm, chứ không được đem ra ngoài nắng gắt ngay các bạn. Phải đem ra từ từ để vô cây nó quen. Sau đây là chia sẻ video của mình đã hết rồi. Chúc các bạn làm theo thành công nha.